Vì sao xét nghiệm NIPT không phải là xét nghiệm chẩn đoán? 1. DNA tự do của thai nhi từ bánh nhau. Nguyên nhân đầu tiên khiến xét nghiệm sàng lọc tiền sinh không xâm lấn, không phải là xét nghiệm chẩn đoán dù có độ nhạy và độ đặc hiệu cao, là do DNA tự do của thai nhi trong dòng máu mẹ là từ các tế bào nhau thai phóng thích sau quá trình chết tế bào theo chu trình. Vì vậy, xét nghiệm sàng lọc tiền sinh không xâm lấn chỉ đánh giá sự bất thường số lượng nhiễm sắc thể trên các tế bào này, chứ không phải trực tiếp thai nhi, nên những trường hợp có sự khác biệt về bộ vật chất di truyền của thai và nhau thai đều gây ảnh hưởng đến kết quả NIPT. Và trong những trường hợp có sự khác biệt giữa tế bào thai và nhau thai này, ta gọi đó là thể khảm bánh nhau. Thể khảm bánh nhau thường gây ra dương tính giả cho kết quả xét nghiệm sàng lọc tiền sinh không xâm lấn và thường gặp ở đơn nhiễm sắc thể X, tam nhiễm sắc thể số 13 hơn so với tam nhiễm sắc thể 18 hay tam nhiễm sắc thể 21. 2. Khảm bánh nhau gây ra âm tính giả. Như đã nói ở trên, thể khảm bánh nhau thường gây ra dương tính giả hơn là âm tính giả. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Samura và cộng sự tỷ lệ âm tính giả của xét nghiệm sàng lọc tiền sinh vào khoảng 0,01%. Nguyên nhân là do một số lượng lớn các tế bào trong nhau thai mang bộ nhiễm sắc thể bình thường, chỉ một số ít tế bào nhau thai mang bất thường dẫn đến kết quả xét nghiệm sàng lọc tiền sinh không xâm lấn âm tính. 3. Kết quả trái ngược nhau hoàn toàn giữa nhau thai và thai. Trong một số rất ít các trường hợp có thể xảy ra dương tính giả cho một loại bất thường số lượng nhiễm sắc thể và âm tính giả cho một loại bất thường số lượng nhiễm sắc thể khác, có thể kể đến trường hợp kết quả nguy cơ cao với đơn nhiễm sắc thể X. Tuy nhiên, thai nhi lại mang 47 XY. Nguyên nhân là do nhiễm sắc thể Y không phân ly gây ra hai dòng tế bào 45 X và 47 XY với dòng tế bào 45 X tạo thành nhau thai và dòng tế bào 47 XY tạo thành thai nhi. 4. Sự hiện diện của song thai tiêu biến. Sự hiện diện của song thai tiêu biến trong giai đoạn sớm của thai kỳ có thể gây ra kết quả NIPT dương tính giả trong trường hợp thai nhi tiêu biến và nhau thai có bất thường số lượng nhiễm sắc thể. Đó là do tế bào nhau thai của thai nhi tiêu biến vẫn còn phóng thích DNA tự do vào dòng máu mẹ tại thời điểm lấy mẫu. 5. Mẹ mang thể khảm hoặc bệnh lý ác tính ảnh hưởng kết quả NIPT. Thông thường, khi lấy máu mẹ làm xét nghiệm sàng lọc tiền sinh không xâm lấn tại thời điểm khoảng 10 tuần, tỷ lệ cfDNA của mẹ và của nhau thai lần lượt khoảng 90% và 10%. Tuy nhiên, nếu mẹ mang thể khảm, thường gặp khảm đơn nhiễm sắc thể X có thể ảnh hưởng đến kết quả NIPT, thường gây ra dương tính giả với đơn nhiễm sắc thể X. Vì thế, để sàng lọc toàn bộ thai kỳ cần kết hợp với lâm sàng và các xét nghiệm khác, cũng như tư vấn kết quả xét nghiệm với bác sĩ sản khoa và bác sĩ di truyền.